thử thách đẹp, tuyệt tác bìa động. Các người đẹp sẽ thực hiện chụp bìa tạp chí đã có sẵn phần chữ đứng yên. Có 3 set trang phục ứng với 3 bối cảnh và 3 hiệu ứng quay phim. Đội chơi chiến thắng ở thử thách trước sẽ chỉ định xào đồ, bối cảnh, hiệu ứng cho cả 3 đội. Trang phục A, quay khung hình trên cao ở đầm Vân Long. Trang phục B, quay chuyển động chậm ở Tràng An. Trang phục C, quay chuyển động tua ngược ở Tràng An. Phải đảm bảo có 3 bìa riêng cho từng thành viên và một bìa chung. Đây là một thử thách có số điểm nhân đôi. Đội chơi nhất nhì ba sẽ ghi được lần lượt 20, 18 và 16 điểm. Và trong thử thách sắp tới đây thì đội nâng lái quyết định sử dụng đặc quyền là khóa miệng các thành viên của hai đội còn lại. Đội quay thao team nâng lái sẽ chọn chị Ngọc Diễm. Đội nâng lái có vẻ là quan tâm đặc biệt Diễm từ tập số 2. Riêng trong thử thách sắp tới, nếu các bạn chọn Diễm có vẻ đó là sự lựa chọn sai lầm của các bạn rồi. Tạo ra những bức ảnh đẹp thì Châu và Linh có lợi thế hơn Diễm rất là nhiều. Team khăn rằn Thủy sẽ chọn Chế Quỳnh Châu. Chế Quỳnh Châu. Thì ve. Chị vừa mới ve tức thì luôn hả chị? Là 99% là đón lá sẽ chọn mình rồi. Tại vì thường thường những cái quay clip là chị là người hay nói nhiều nhất. Nhưng mà tự nhiên cái chọn Châu. Bởi vậy cho nên chị mừng quá chừng luôn á. Chị My rất là cảm ơn. Nhìn Châu nó bớt nói chị My vui. Cảm ơn quá. Ở đây có cái quạt nè. Tràng An, cái này tua ngược. Ở này tua ngược em. Nhưng mà có quạt không. Ê, cái này đầm Vân Long đẹp nè. Giống mua đồ sale á, xong xếp hàng vô mua trước. Team nón lá sẽ chọn quay trên cao ở đầm Vân Long. Khăn rằn sẽ chọn quay tua ngược ở Tràng An. Là chắc chắn sẽ cho tụi mình cái revert. Tại vì cái đó là một trong những cái mà rất là khó làm. Đội quay thao sẽ quay tua chậm ở Tràng An luôn. Bọn mình trong đầu cũng chưa có mường tượng gì hết trơn á. Cho nên là cũng có hơi một chút lo lắng về cái thử thách đẹp lần này. Chị nghĩ á, là Châu đứng như vậy nè. Sau đó em sẽ cởi áo ra em quăng bên phải đúng không? Xong rồi em sẽ cởi giày ra em quăng bên... Em cởi cái cài. Rồi em ngã. Và cái cạnh cuối là mình chỉ là hất cái váy vào cái điện thoại và ngã. Anh lấy một cái góc đèn giùm em nha. Bạn nó sẽ bước từ thang bước lên đúng không? Đi xuống là anh đi theo xuống luôn phải không? Đúng rồi, dạ okay, dạ rồi. Dạ. Thử thách tua ngược á, nó phải có câu chuyện. Hoặc là nó phải có những cái hành động nhất định của mọi người. Và nó phải quay đi quay lại rất là nhiều lần mới làm được một cái video clip chỉnh chu. Cái chủ đề của mình là hùng vĩ Việt Nam ấy. Cái bối cảnh làm sao để nó hùng vĩ của Tràng An. Trong thử thách này đóng vai trò là làm sao cho bối cảnh đó đẹp hơn nữa, thu hút sự chú ý và tạo nên một cái vẻ hùng vĩ của sông nước Tràng An. Bây giờ mình phân bổ thời gian nha mọi người. 4 clip, mỗi clip nửa tiếng nha. Đứng lại, đúng rồi, đi ra xa Ly. Mình đỏ tay chào nha. Hiểu, Kim Ly là người đầu tiên thực hiện thử thách này trong team Nón Lá. Mình vừa rất là tận hưởng nhưng mà cũng đồng thời là không quên nhiệm vụ của mình. Rồi, cảnh sao đẹp rồi đó. Máy chạy, đẹp, dứt khoát luôn. Đẹp, cởi ra, quăng lên. Quăng lại. 2, 3, phạt. Cái bà này rất là khó khi mà mình phải tự suy nghĩ hệ thống lại để nhìn cho cuối cùng cái hành động nó hiệu quả. Đúng rồi, đẹp. Rồi 2, 3 xuống nước nè. Xuống nha. 2, 3. Hồ ở Tràng An thì rất là lạnh. Châu là kiểu nhảy xuống hồ luôn đấy. Tụi mình đã dùng hết nội công để làm được ra những cái clip này. Thì hy vọng là khi mà thành quả thì mọi người sẽ đánh giá cao. Cẩn thận chị. Đẹp chị ơi. Thì Linh cũng rất là lo tần suất của mọi người. Mỗi lần mà mọi người có dáng ok hay là hình đẹp thì Linh rất là nhẹ nhàng. Bản thân Hương Ly sẽ phải tự chèo một chiếc thuyền. Rất là phấn khích và thích thú, mặc dù hơi mất thời gian một xíu vì việc mình không có thể nào mà điều khiển chiếc thuyền được như ý muốn của mình. Qua bên đây. Xéo qua, bên kia luôn. Qua nữa nha. Xéo nữa. Chạy lên trên xíu. Cao lên trên á. Đúng rồi, từ dưới chỉ lên trên vậy á. Fly cam đến gần rồi mới đẩy ra. Chị Thủy nhìn cái tay bên trái được chưa? Nhìn thử cái tay bên trái ok không? Được rồi. 1, 2, 3. Thời gian lúc Ly chụp là nó còn chưa gắt, còn sớm nên là cũng không dám than thở nhiều trong thử thách lần này. Mà để dành phần than thở đó dành cho hai người bạn đồng hành cùng với mình. Giữ luôn. Xuất sắc em ơi. Đang thấy trong cái khung á, nó không có thấy được cái đoạn mà hoa nó rút lên. Không, chị thấy đủ rồi em. Được rồi.
vừa vừa thôi, xa quá đâu có thấy chị đâu đó. Thật sự là chị em mình đang hôm nay rất là chật vật để có thể làm ra được những cái video clip này. Nào cũng trên thuyền hết thì nó chán quá, thì Thủy nghĩ rằng thôi chắc là mình chụp trên đá đi. Đẹp, đẹp quá Thủy ơi. Đẹp 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 đẹp. Ok lắm. Và Thủy hy vọng rằng Thủy sẽ có một cái bìa động nhìn cảnh núi non mình thật là hùng vĩ. Cho tôi xuống la. Giờ cái đất rối sao biết không biết xuống sao nè. Sợ quá. Chị ơi đón nha, cô đón con cô. 2, 1. Linh em thấy sao? Chưa thích lắm. Chưa thích lắm, diễn được tốt hơn không? Nó bị vấn đề gì ta? Ở trên thuyền thì rõ ràng cái vị trí nó sẽ rất là giới hạn. Cái động tác làm sao để slow motion vẫn tôn vinh được cái view của Ninh Bình thì đó không phải dễ dàng. Em ở đây nhìn nó cũng rất là bình thường. Thì em muốn đứng ở trên mặt đầu thuyền á, xong đi ra cái cảnh. Nhưng mà nó đẹp, nếu nó ở đây. Bây giờ em chốt một cái đi. Bây giờ em chốt một cái đi rồi làm luôn. Em chưa có thử cái fan. Bây giờ không có thử nữa, em chốt luôn đi. Kim Duyên, đổi đi đổi lại cái địa điểm làm tốn thời gian. Thật ra là chị thấy cái này rất ok nè. Thì nãy giờ em nói ok cái này. Bây giờ không đổi nữa nha, vậy thì làm cái này nha. Ok. Chị xếp đó, nằm xuống. Em nằm xuống đi để chị xếp lá nha. Em nằm xuống đi, người khác sẽ làm cho em. Em Duyên. Từ từ chị ơi. Ở trong tim á, mình có những cái bất đồng, mình phải nuốt đi. Tại vì dù sao cái tim này là cũng là tim của mình. Mình đã hết giờ rồi đó. Đâu hết giờ đâu phải là lỗi của em đâu chị My. Cãi nhau giờ chẳng ích lợi. Thật sự là cái chuyện tranh cãi trong cái lúc làm thử thách đẹp thì đối với nhóm Châu là đã quá quen thuộc rồi. Ngồi dậy với em. Thật sự là chưa bao giờ mà quay cái clip mà mình cảm thấy nó thương đau đến những mức độ này luôn. Muốn người lọt vào đây đúng không? Người ăn trời. Ừ. Người ăn trời, cái phần này sáng quá không? Đâu thấy người. Ừ. Đúng không? Chị nói chị cứ ư. Cái việc mà chị Diễm không nói chuyện được nó cũng ảnh hưởng nhiều tới cái việc mà tụi mình teamwork với nhau ở cái thử thách lần này. Em đừng có còn nhanh nhưng mà này. Nhanh nhưng mà rất là mềm. Rồi, Châu diễn nha Châu. Chưa anh. 3 2 1 diễn. Đẹp. Rồi, ok, như vậy là xong nha Châu. Nhảy xuống đi em. Cỏ xanh xanh là cái gì vậy? Em cầm nó đi Vân. May mắn khi mà trên thuyền của Vân á lại có một bó cỏ. Vô tình nhìn thấy thôi, kêu Vân là cứ xách bó cỏ đó lên. Đứng yên Vân ơi, kêu cô đứng yên dạ nha. Quá nóng và khá là khó khăn. Mình phải đợi flycam muốn say nắng. Tạo dáng luôn. Tạo dáng. Xuất sắc đẹp. Mặc dù là bối cảnh giống nhau, trên thuyền cũng giống nhau nhưng mà tái hiện rất là nhiều hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Có cô nàng mạnh mẽ, độc lập, có cũng có người rất là dịu dàng, nữ tính trong cái nét đẹp của người con gái Việt. Cái hình ảnh mà chị dự định á là em leo lên chị với lại Duyên nè, xong rồi em phất cờ nè ha. Đó là cái hình ảnh của Đinh Bộ Lĩnh mà lúc mà hái lau á. Cái hình ảnh nó mang cái tính lịch sử. Vua Đinh Tiên Hoàng ngày xưa đã phất cái cờ lau khi mà còn nhỏ, thì mình sử dụng cái hình ảnh Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lau đó để làm cái hiệu ứng ngược. 3, 2, 1 xuống. Đừng có ném, để yên cho em nhảy. Mọi người ném em. Không phải là ném mà là tụi em buông ra. Nhưng mà cái chớn nó chợt. Chị nắm hai chân đi rồi em nắm hai. Nói chung chân. Là để em chủ động cái chuyện đó, tại vì em tiếp đất em sẽ biết. Đừng có quăng em xuống. Không, chị em mình để yên luôn. Muốn làm gì làm. Nha, cái thử thách tu ngược này á, nó là một trong những cái thử thách mà khó nhất trong cái thử thách đẹp này. 3, 2, 1, xuống. Thì ban đầu mọi người nhìn là mọi người chỉ thấy là đất
Với lại là cỏ, cho nên thay vì Diễm dừng lại và Diễm đã chạy chân đất, Diễm đi kiếm, thấy được một cái đuôi máy bay. Nó nằm trong bối cảnh là cỏ lau hoang sơ. Nóng lắm không chị? Rất là may mắn khi mà team của mình tìm được bối cảnh rất là đắt giá. Hoặc là Châu đứng tỉnh thôi, rồi Châu chuyển giá. Nhưng mà hai fashion vào, em đứng tỉnh em hai fashion vào. Đúng rồi. Phòng thi xong nước nha. 3, 2, 1, bắt đầu. 3 bộ đồ và ba cô gái vào trong khung cảnh, gần như là nó mọi thứ nó hòa hợp vào nhau và nó nổi bật lên. Xong rồi. Xong rồi. Em nghĩ là nên nhắm mắt á, nó phiêu quá chị Thủy. Mở đi, nếu mở được ráng mở đi. Giờ này là 12 giờ trưa và nắng chiếu từ trên đỉnh đầu chiếu xuống. Vân nhớ Vân mở lên cái mắt Vân nó lé luôn. Bị lạnh bìa thì có những cái mà mình phải ghi nhớ, đó chính là không được nhắm mắt nè. Đó là cái điểm tập trung đầu tiên của tờ báo, cho nên là rất cần cái khuôn mặt thẳng của mình, hoặc là nghiêng một chút xíu 15 độ mà thôi. Em mở chút xíu thôi nó lên cái là em nhắm mắt nó không có thấy. Không mở được. Tất cả quý vị khán giả mà có ý định đến với Đàm Vân Long thì hãy lựa chọn một cái thời điểm cũng như thích hợp là vào mùa xuân tháng 2, tháng 3 để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nơi đây. Trong thử thách đẹp, quay bìa tạp chí cộng với chủ đề Hùng vĩ Việt Nam, nhà thiết kế Thủy Nguyễn sẽ là giám khảo chấm điểm. Nhà thiết kế Thủy Nguyễn là một họa sĩ và là một nhà thiết kế thời trang. Cô sinh ra trong một gia đình truyền thống, thừa hưởng những tính cách và nét đẹp đặc trưng của hình mẫu phụ nữ miền Bắc Việt Nam. Các thiết kế của Thúy Nguyễn mang đậm phong cách hiện đại, kết hợp họa tiết truyền thống hay những chất liệu lụa, gấm, những phụ kiện thô mộc. Đây cũng là những yếu tố làm nên thương hiệu Thúy Nguyễn. Và bây giờ sẽ là kết quả. Đội giành được 20 điểm đó chính là đội